Ban Thường trực Huyện ủy Thủ Thừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung của các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, thanh tra kiểm toán và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, hội nghị cũng triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và chỉ thị số 75 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.